Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 17 tháng 5 năm 2024. Chào bạn, đây là Quincy. Quincy buổi sáng, lúc này tôi ở kitchen room. Vừa nghe tin tức thời sự trên cái phone tai của mình, vừa chuẩn bị làm tai bếp để nấu chua cái đầu cá sâu mình mà tôi mua ở Stop Shop. Kiểm tới kiểm lui thì tôi chỉ có bắp cày, cà, tomato, hành, và dĩ nhiên là me và vị tạo chua. Tôi sẽ bắt tay vào để làm món đầu cá cho mình nấu chua và ăn với bún và dĩ nhiên là ngâm nhi bia lạnh Heineken. Tôi đang đứng ở bên cái xin và chuẩn bị làm sạch, chặt khúc cái đầu cá sơ mình. Đây là sơ mình hết, nó cân nặng là 2 pound, tức là khoảng 1 kg, và giá tiền là $5. Chuyện đầu tiên là tôi sẽ rửa nó, chặt ra thành từng khúc để nấu chua. Tôi đang làm cái đầu cá cho mình. Đây là cái đầu cá. Bạn nhìn thấy cái đầu cá nấu chua, nấu dạng. Thay vì mình nấu canh chua cá lóc thì đây mình nấu canh chua đầu cá sơ mình cá hồi. Tôi dùng nước ấm để rã nó, sau đó thì tôi sẽ dùng dao cạo cái phần da đầu nhớt ở trên cái phần da. Có thể cạo dưới vòi nước ấm. Tôi thích tự mình làm bếp, và khi mình muốn ăn cái gì thì tự mình làm. Khi cầm con dao thì tôi lại nhớ đến những người mà tôi đã từng, những nhà bếp chứ danh mà tôi đã từng làm việc chung với họ.
Bây giờ tôi sẽ tìm cách chặt cái đầu này ra, chặt cái đầu của tách cái này ra. Trước hết thì tôi sẽ tách nó ra làm hai nửa. Tôi đang làm cái đầu của con cá cho mình để nấu món canh chua. Đây là đầu cá cho mình tôi đã cạo xong. Bây giờ tôi sẽ cắt nó ra thành từng miếng. Tôi chẻ nó ra làm hai, phân nó ra làm hai. Cắt ra thành từng phần nhỏ. Đây là công đoạn phân cắt cái đầu của con cá cho mình ra thành từng phần nhỏ, rồi rửa. Như vậy tôi đã chia nó ra được thành từng phần nhỏ. Dùng kéo cắt bỏ phần răng. Đây là một phần. Đây là một phần thứ hai. Răng của nó rất bén. Chúng ta kéo cắt bỏ, như vậy ăn sẽ không bị tới đây thì coi như là tôi đã làm xong. Rửa lại là phần cá cho mình. Phần này
là chúng ta đã cắt thành từng phần cái đầu cá cho mình. Và bây giờ thì chúng ta nấu me. Đây là một công đoạn tôi đã chặt cái đầu cá ra thành từng phần và cho ráo. Bây giờ thì tôi đi nấu nước mè. Bây giờ tôi lấy cái xoong đi lấy nước để nấu nước lèo. Chỉ một phần đủ ăn. Tôi đang nấu nước và lúc này thì tôi sẽ cắt hành tay bỏ đầu bỏ đuôi tay ăn rất tốt. Ở đây người ta rất thích ăn bắp tày và nấu với cà. Dĩ nhiên là cá thì phải có ớt. Những thứ này thì tôi đem đi rửa. Sau đó thì tôi sắp nó ra đĩa. Đây là bắp tay. Ớt. Tức là chỉ có
thứ này thôi. Rồi cắt cà. Đây là những thứ mà tôi sẽ nấu trong cái nồi canh chua. Bây giờ thì tôi nêm cái nước canh. Nước đã sôi, tôi bỏ đường. Tôi sẽ làm chua trước. Tôi lấy mè. Nước đã sôi, đây là mè, tôi nêm thêm bột mè Thái Lan. Tôi đang mở đèn làm cho mình một cái nồi canh chua đầu cá xeo mình để ăn với bún. Sau khi nó có xong thì tôi sẽ nấu bắp luộc trước rồi luộc đầu cá, về hành và cà chua sẽ bỏ sau. Tôi đang nấu nước với me để làm ra cái nước chua và tôi sẽ nấu với đầu cá xeo mình với những món bắp tây, cà chua, hành, ớt. Ở đây thì tôi không có bạc hà, không có giá. Tôi đang nấu nồi nước chua và tôi sẽ nêm nó với đường, sau đó là tôi luộc đầu cá và khi đầu cá chín thì tôi sẽ lấy ra. Chào bạn, sáng nay tôi đang dùng thuật kể chuyện của mình để nói tôi nấu món canh chua đầu cá xeo mình để ăn với bún và nhâm nhi bia. Tôi đang nấu canh mè, bây giờ thì bỏ đường.
Tôi đang nấu nồi canh chua. Tôi thích ăn cái này, bắp tay tôi thích ăn mềm, do đó tôi bỏ bắp tay vô trước. Nước đã sôi, bây giờ thì tôi nêm. Chua ngọt rất ngon, tôi luộc đầu cá trước. Tôi bỏ đầu cá vào canh, vào cái nồi canh chua. Sau khi đầu cá chín thì tôi vớt ra, bắt đầu nấu nước canh chua riêng, nêm nước mắm, nêm lại một lần cuối, rồi sau đó bỏ cá trở vào, coi như là xong. Như vậy tôi đã nấu xong một cái nồi canh chua đầu cá sơ mình cho mình, và tôi sẽ dùng nó ăn với bún và nhâm nhi bia. Đầu cá sơ mình mềm và rất mau chín. Tôi đang nấu đầu cá sơ mình trong canh chua, và lúc này đầu cá cũng đã chín, rồi vớt ra. Vớt đầu cá ra, không nấu quá rục. Nấu quá rục ăn nó không ngon. Đây là tôi có cái đầu cá đã chín. Bây giờ tôi bỏ thôi mây thù vô. Và nêm. Nêm lại cái nước canh sweet and sour, chua ngọt. Người Mỹ cũng rất thích ăn những món chua ngọt, nó gọi là sweet and sour. Ngọt chua, thiếu mặn, do đó phải thêm nước mắm.
có mùi mặn rồi, là nhà bếp. Cái lưỡi rất là quan trọng. Cái lưỡi trên đó có tế bào cảm biến với vị giác là mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Ở đây thì chúng ta không có đắng, nhưng mà chúng ta có mặn, ngọt, chua, cay. Rất là ngon. Mùi canh chua, người Việt mình thì rất thích canh chua. Sweet and sour salt, rất là ngon. Một chút xíu nữa, khi mà cái tomato nó đủ chín thì lúc này tôi sẽ bỏ cá trở vào rồi mới bỏ hành. Và như vậy là chúng ta đã nấu xong một nồi canh chua đầu cá sơ mài. Tôi đang nấu cái canh chua sweet and sour salt với đầu cá sơ mài. Lúc này thì các cái vegetable đã chín rồi, bây giờ tôi bỏ đầu cá vào. Đầu cá này lúc nãy đã được làm chín cấp 1. Bây giờ chúng ta bỏ vào và chờ ăn thôi. Chờ ăn thì gấp ra. Dĩ nhiên bước sau cùng là ta bỏ hành vào. Như vậy là tôi đã nấu xong một cái nồi canh chua và cá sơ mình. Để chi? Để ngâm nhi với whisky, ngâm nhi với bia Heineken. Bây giờ thì tắt lửa, đậy nắp, chờ ăn. Bạn thấy tôi đã dùng thuật kể chuyện của mình kể nhanh những công đoạn mà tôi nấu nồi canh chua đầu cá sơ mình. Như tôi đã từng nói, khi mà cái đầu chúng ta đã tích lũy được những ý tưởng về cooking, và chúng ta có đôi tay đã từng rèn luyện làm bếp, thì khi ở kitchen room chúng ta có thể trở thành một người nấu ăn chuyên nghiệp. Cái quan trọng là ta muốn ăn cái gì, tự ta làm ra cái đó. Cuộc đời là vậy,
Cái quan trọng nhất là dựa vào mình quy ngã. Trong đầu chúng ta có những kiến thức, hai tay chúng ta có những động tác chuyên nghiệp, thì chuyện gì chúng ta cũng có thể làm. Và dĩ nhiên trước hết là phục vụ cho mình. Đến đây nói câu quen miệng, Quincy chào bạn, hẹn gặp lại. Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn buổi trưa, và như thường lệ tôi thực hiện chương trình tự đọc truyện ngắn mỗi ngày. Hôm nay tiếp tục bài số 4 phần Y, tựa đề là Swati. Swati là tên của đứa bé chăn trâu. Trong câu chuyện này, người ta kể lại cuộc gặp mặt giữa Thái tử Siddhartha bên dòng sông Niranjara gặp được đứa bé chăn trâu tên là Swati. Và cuộc trao đổi giữa Thái tử Siddhartha và Swati cho thấy cái xã hội Hindu thời đó phân làm giai cấp, và có một giai cấp gọi là untouchable, tức là không được chạm vào. Và qua câu chuyện này thì chúng ta nhìn thấy được cái tư tưởng khai phóng của Thái tử Siddhartha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Google Translate đọc phân đoạn của ngày hôm nay. Swasti 1. The same is true for people. You are labeled as an untouchable and it makes you an outcast because some people decided to make up a caste system. 2. But the caste label does not tell me anything about you, who you are. I think you are a very caring and responsible brother. 3. You are happy because you are content with what you have. You are kind to the water buffaloes and I am sure they love you too in return. These are some of your qualities. 4. And no matter what people choose to call you on the outside, those qualities inside you will not be affected. 5. How could you harm me by merely touching me? So the label, untouchable, does not make sense. 6. To me the word is meaningless. It is a harmful label because people mistreat you because of it. 7. Swasti felt a little embarrassed because this man praised him. He had never been praised before like this. Yet what he said made sense. 8. He looked away and said in a soft voice, I will think about what you just said. Could I come to see you again? Swasti looked into Siddhartha's eyes hoping that he would say yes. 9. Yes, and you must tell me all about how to look after water buffaloes. Bây giờ tôi sẽ phân tích từ vựng và cấu trúc câu của các phân đoạn này. Nhắc lại là Swati, đứa bé chăn trâu, gặp Đức Phật. Và đứa bé Swati này được đặt cái danh hiệu là Untouchable, tức là người không được chạm tới. Bởi vì nếu ai chạm tới người này thì sẽ bị polluted, tức là bị ô nhiễm. Và cái người bị chạm tới này
phải đọc kinh, phải làm nhiều việc để tẩy uế. Và Swati nói với Đức Phật, bản thân của mình là untouchable, thì Đức Phật nói đó chỉ là một cái level. Và Ngài giải thích rất rõ về cái level. Hôm nay tiếp tục khai triển ý tưởng này. Một, the same is true for people. You are labeled an untouchable, and it makes you an outcast because some people decided to make up a caste system. The same is true for people. Điều tương tự cũng đối với mọi người. You are labeled an untouchable. Con bị gắn cái nhãn là người không thể chạm được. And it makes you an outcast. Và nó khiến con bị ruồng bỏ. Because some people decided to make up a caste system. Là bởi do một số người có ý định tạo nên một hệ thống giai cấp. But the cat label does not tell me anything about who you are. I think you are a very caring and responsibility brother. Đọc lại. But the cat label does not tell me anything about who you are. I think you are a very caring and responsible brother. Nhưng cái nhãn phân chia giai cấp nó không cho ta biết bất cứ điều gì về con là ai. Who you are? Ta nghĩ con là một người làm anh rất chu đáo và có trách nhiệm. 3. You are happy because you are content with what you have. You are kind to the water buffalo, and I am sure they love you too. In return, these are some of your quality. You are happy. Con được hạnh phúc because you are content with what you have. Là vì con hài lòng với những gì con đang có. You are kind to the water buffalo. Con đối xử tốt với những con trâu nước. And I am sure they love you too. Và ta chắc chắn là bọn nó cũng yêu mến lại con. These are some of your quality. Đây là cái số phẩm chất của con. Tức là Đức Phật không tin vào cái label untouchable, vì nó không nói lên được Swati là ai, không nói lột tả được cái bản chất con người của Swati. Mà Đức Phật biết Swati là một người rất có trách nhiệm làm anh trong gia đình có hai đứa em và chăm sóc những con trâu rất tốt, và những con trâu cũng yêu mến Swati. Và cái điều đó không nằm trong cái level mà gọi là untouchable. For and no matter what people choose to call you on the outside, though quality inside, you will not be affected.
Và cho dù mọi người chọn cách gọi con theo cái vẻ bên ngoài, outside là bên ngoài, những phẩm chất bên trong của con sẽ không bị ảnh hưởng. Tức là nhìn vào bên ngoài họ đặt cái label tên gọi là gì, nhưng điều đó không làm thay đổi phẩm chất thực sự bên trong của Swati. Why? How could you have me by merely touching me? So the label untouchable did not make sense. How could you have me by merely touching me? Làm thế nào mà con có thể làm hại ta bằng cách chỉ chạm vào ta? Phật nói là làm cách nào Swati có thể hại được Ngài mà chỉ vì do là Swati chạm vào Ngài. How could you have me by merely touching me? So the label untouchable did not make sense. Vì vậy, cái nhãn là không thể chạm vào, không có ý nghĩa gì cả. Six. To me, the world is meaningless. It is a harmful label because people mistreat you because of it. Đọc lại. To me, the world is meaningless. It's harmful level because people mistreat by because of it. Đối với ta, to me, đối với ta, từ này vô nghĩa. The world is meaningless. Đó là một cái nhãn có hại bởi vì mọi người ngược đãi con vì nó. Tức là Đức Phật nói đối với Ngài thì cái nhãn đó, cái untouchable đó không có nghĩa gì cả, mà đó là một cái nhãn xấu, một cái nhãn harmful, một cái nhãn xấu, là vì nó mà người ta ngược đãi Swati. 7. Swati felt little embarrassed because this man praised him. He had never been praised before like this. Yet, what he said makes sense. Swati felt little embarrassed. Swati cảm thấy hơi ngỡ ngàng vì người đàn ông này đã ca ngợi cậu ta. Cậu ta chưa bao giờ được khen ngợi đến như thế này. Tuy nhiên những gì Ngài nói đều có ý nghĩa. Ê. He looked away and said in a soft voice, I will think about what you just say. Could I come to see you again? Swati looked into Siddhartha's eyes, hoping that he would say yes. Đọc lại. He looked away and said in a soft voice, I will think about what you just say. Could I come to see you again? Swati looked into Siddhartha's eyes, hoping that he would say yes. Cậu ta quay mặt đi và nói với một cái giọng nhỏ nhẹ, con sẽ nghĩ về những gì Ngài đã nói. Con có thể đến gặp Ngài lần nữa được không? Swati nhìn vào mắt của Siddhartha, hy vọng rằng Ngài sẽ nói đồng ý. Này. Yes. And you must tell me all about how to look after water buffalo. Đức Phật mới trả lời với Swati. Yes. And you must tell me all about how to look after water buffalo. Ngài nói, yes, dân. Được.
And you must tell me. Và con phải kể cho ta nghe all about how to look after water buffalo. À, con chăm sóc những con trâu nước này như thế nào? Đó là phân đoạn của bài đọc hôm nay. Bài đọc hôm nay tiếp tục khai thác nói về Đức Phật giải thích cho Swati hiểu thế nào là untouchable, và đó chỉ là một cái level có hại, vì gắn cái level này cho một người không nói lên được bản chất thực sự của người đó và làm cho nhiều người xa lánh người đó, điều đó là có hại. Harmful level, một cái level có hại. Và Swati muốn gặp lại Đức Phật nên hỏi Ngài là có thể gặp lại Ngài được không? Ngài nói được. Rồi Đức Thần Ngài nhắn nhủ Swati, khi gặp Ngài hãy nói cho Ngài, hãy kể cho Ngài nghe cái cách thức mà Swati chăm sóc những con trâu nước như thế nào. Đến đây nói câu kết thúc quen miệng. Chào, hẹn gặp lại. Chào. Đây là Chợ Lớn buổi trưa và tôi đang thực hiện chương trình tôi học chữ nho. Chúng ta biết là ngày xưa để ghi lại cái tiếng nói, tức là tiếng Việt của mình, thì các cụ dùng cái dạng chữ nho. Chữ nho tức là bao hàm chữ Hán Việt và chữ Hán Nôm. Chữ Hán vốn dĩ là dạng hình vẽ, một dạng hình vẽ siêu cách điệu. Người xưa dùng hình để cất cái nghĩa ở trong chữ, do đó nhìn chữ như xem hình và chúng ta biết được cái ý nghĩa của cái chữ đó. Vì là chữ hình vẽ, do đó không có thành phần để cho chúng ta đọc ra âm, giống như là các chữ của Tây Phương dùng chữ ABC rồi ghép lại đánh dần ra được cái tiếng. Nhưng mà cái con chữ đó thì lại không thấy nghĩa, chỉ thấy âm. Cũng là do đặc tính là hình vẽ, do đó nó có tính bảo toàn cái phương ngữ của địa phương. Có nghĩa là nhìn vào một cái hình thì ta muốn phát âm gì đó thì tùy theo cái tiếng của mình. Tôi lấy thí dụ bây giờ người ta có một chữ, đây là chữ miên là mái nhà, ở dưới là chữ thỉ là con heo, ghép lại thì chúng ta có cái chữ là cái nhà. Thế thì chữ này âm đọc của nó là gì thì tùy theo phương ngữ. Ví dụ như tiếng Quan Thoại thì đọc là chia chia chia, mà tiếng Quảng Đông thì không phải đọc là chia mà đọc là ca cá, cả ca sát cá. Còn tiếng Anh tiếng Mỹ thì đọc là house. Còn tiếng Việt của mình thì đọc là gia gia.
Còn chữ nôm của chữ gia đó là nhà, gia là nhà. Điều này cho thấy là chữ Hán, Hán Việt, Hán Nôm là những hình rẽ và trong đó không có âm. Có nghĩa là khi chúng ta sử dụng loại chữ này thì cái tiếng nói của chúng ta không bị phụ thuộc vào con chữ. Chúng ta biết ngày xưa các cụ đều dùng chữ nho, tức là chữ Hán Việt, Hán Nôm để ghi lại các cái ý tưởng, các cái tư tưởng của mình, giống như Nguyễn Du viết truyện Kiều, Nguyễn Trãi, hoặc là chúng ta có những tác phẩm như là Bình Ngô Đại Có Á Cáo, hay là những tác phẩm như là Chinh Phụ Ngâm, hay là những bài thơ của các bậc tiền bối Nguyễn Công Trứ, hay là bà Nguyễn Thanh Quan, vân vân, đều ghi lại cái tiếng Việt bằng các cái con chữ chữ nho, tức là dạng chữ Hán mà đọc theo âm Việt, ta gọi là Hán Việt, hoặc là dạng chữ Hán đọc theo âm Nôm, tức là âm riêng của người Việt, thì ta gọi là Hán Nôm. Thế thì ngày nay thì rất ít người còn học chữ Hán Việt, Hán Nôm, do đó rất ít người biết dạng chữ Hán Việt, Hán Nôm. Điều này khiến cho cái kho từ của chúng ta bị thu nhỏ lại. Chúng ta chỉ biết chữ Quốc ngữ thì ghi đơn âm, những âm có nghĩa thì cái số từ không nhiều. Trong khi đó bằng hình vẽ thì chúng ta có thể mở rộng phát triển tới vô số từ. Thêm một gạch, gạch dài hơn, thêm một chấm thì đều là một chữ. Đó, đều là cái hình dùng để diễn tả ý tưởng của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của nhiều bạn là học chữ nho có khó hay không. Thì kinh nghiệm bản thân của tôi thì tôi thấy là học chữ nho không những không khó mà còn lý thú, mà còn giúp cho chúng ta phát triển tư duy, mở rộng cái tầm nhìn. Sau nhiều phân tích thì tôi thấy chữ nho, để học chữ nho thì chúng ta chỉ dùng có mấy nét cơ bản trong cái hình sao. Đó là những nét ngang, nét dọc. Và khi chúng ta xoay cái này đi 45 độ thì chúng ta có 4 nét nghiêng. Và đây là hình sao. Từ cái hình sao này chúng ta có thể tạo ra vài trăm ngàn chữ, và nó còn cứ còn phát triển mãi mãi, phát triển mãi mãi không dừng. Đó là đặc điểm của dạng chữ hình vẽ mà chúng ta có trong kho cổ ngữ của mình. Đó là dạng chữ nho, tức là tích góp chữ Hán Việt và Hán Nôm. Tôi sẽ đơn cử một vài thí dụ về cách học chữ Hán Việt và Hán Nôm theo cái phương pháp học của tôi. Tôi có thể ngày nay tôi có thể tiếp nhận được cái văn hóa tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Hải Nam, tiếng Triều Châu một cách rất là dễ dàng, bởi vì thông qua cái câu chữ, những chữ hình vẽ, những chữ hình vẽ thì chúng ta nhìn vô là biết nghĩa, còn âm đọc thì chúng ta từ từ chúng ta luyện tập rồi sẽ quen.
Bây giờ tôi sẽ trình bày cái cơ bản để chúng ta dùng để học chữ nho. Ở đây tôi lục trong sách cũ có bộ Tam Thiên Tự. Tam Thiên Tự ở đây là sách soạn để giúp cho người ta học chữ nho. Chữ nho ở đây gồm có hai phần, một bên là Hán Việt, một bên là chữ Nôm. Lấy ví dụ thiên, thiên là trời, địa là đất, cử là cất, tôn là con, tử là toàn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cự là cửa, nha là răng, vô là chăn, hủ là có, khuyển là chó, dương là dê, quy là dê, vân vân. Đây là 3.000 chữ. Thật ra nếu mà chúng ta phải thuộc lòng những cái chữ này thì chúng ta sẽ có cảm giác là rất khó. Bây giờ tôi sẽ trình bày cách học mới. Cách học mới theo tôi thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái dấu sao. Ngang là hoành, dọc là tung. Đó, rồi xoay nó 45 độ thì chúng ta có thêm bốn gạch như thế này. Thì chúng ta có dấu hình sao. Bây giờ từ đây chúng ta thử tìm hiểu những chữ mà quan hệ giữa chữ Hán Việt và Hán Nôm. Tôi lấy ví dụ như chữ vũ. Vũ đây là chữ quốc ngữ. Nếu viết chữ vũ thì ta đọc được chữ vũ. Nhưng ngày xưa các cụ viết chữ vũ là một gạch ngang, rồi gạch dọc, gạch ngang, gạch xuống, rồi gạch giữa, rồi bốn cái gạch xéo, thì đây là chữ vũ. Thế thì trong cái chữ vũ này là những nét mà mỗi nét đều là một chữ. Thành ra chúng ta tách cái chữ vũ này ra thành một gạch ngang là trời. Đó, gạch ngang nằm ở trên là trời. Rồi ở dưới này gạch như thế này thì đó là chữ mịch. Mịch có nghĩa là che chở, có nghĩa là khoảng không gian mà chúng ta sống ở trong đó. Rồi từ ở trên trời rơi xuống, chữ này là chữ thủy, tức là nước. Thành ra vũ là mưa, là nước từ ở trên trời rơi xuống. Tức là từ chữ này chúng ta học ra được những chữ như là chữ nhất. Nhất ở trên là trời, ở giữa là người, ở dưới là đất. Mịch, mịch là khoảng không gian chúng ta sống trong đó, hay là sự che chở, đùm bọc. Ba, gạch xuống, rồi bốn gạch xéo như thế này, ta có chữ thủy. Thủy là nước. Như vậy bạn thấy chữ vũ cho âm, chữ vũ Hán Việt cho nghĩa. Ba, từ chữ vũ này chúng ta học ra được nhiều chữ ghép lại thành nó. Thành ra học một chữ mà ta thấy được nhiều chữ. Bây giờ thí dụ như bây giờ chữ vân, vũ, chữ vân, vân là mây, thì các cụ sẽ viết là mây thì nó có liên quan đến những đám mây ở trên trời để tạo mưa, thành ra vẫn viết, vẫn dùng bộ vũ
tức là gạch trên là trời, mịch, rồi thủy là vũ, sau đó hai gạch là nhị, rồi ở dưới này dùng chữ khư, khư, khư là riêng, riêng, nhưng mà ghép lại ở dưới thành ra chữ vân. Do đó chữ này thì nó có nghĩa là cái thành phần tạo mưa, nhưng mà cái âm đọc của nó là vân, thành ra chúng ta đọc chữ này là vân. Nếu mà bạn đọc theo âm Quan Thoại là duyên, nếu đọc theo âm Quảng Đông là hoành, và nếu đọc theo âm tiếng Mỹ là cloud, cloudy, và nếu đọc theo âm tiếng Việt mình là vân, vân là mây. Thế thì ta hãy phân biệt giữa tiếng Hán Việt và tiếng Nôm. Thế thì vân là gì? Vân á thì tiếng Nôm của chúng ta gọi là mây, mây, mây á là vân. Vậy thì các cụ ngày xưa sẽ dùng cái chất liệu chữ Hán để viết chữ mây, thì các cụ sẽ viết như thế nào? Các cụ vẫn dùng bộ vũ, vũ tức là cái thành phần tạo ra mưa, nhưng mà ở dưới thì các cụ dùng chữ mễ, mễ là hạt gạo, là cây lúa, và dùng bộ xước để tạo thành chữ mê. Như vậy là ở đây chúng ta thấy có chữ vũ, chữ vũ là bộ thành phần tạo mưa, rồi chữ mễ, mễ là gạo, rồi bộ xước, bộ xước là chỉ sự chuyển động lúc đi lúc dừng, lúc đi lúc ngừng, thành ra ghép những chữ này lại thành ra chữ mây. Đó là chúng ta đã tìm thấy được nghĩa ở trong cái chữ. Bây giờ tôi sẽ giải thích nghĩa trong chữ. Thí dụ như bây giờ chúng ta có chữ chữ mễ. Chữ mễ được giải thích như thế nào? Chữ mễ được giải thích là đây là chữ mễ, ta học chữ mễ. Chữ mễ thì là mặt đất mọc ra cây, ra lá và kết thành rất nhiều hạt, thành ra ta có chữ mễ. Mễ là những hạt lúa làm ra gạo. Thế thì ta có chữ hòa, nó cùng nhóm với chữ này. Hòa là mặt đất mọc ra cây, ra lá và ở trên thì kết thành bông. Hòa là cây lúa, mễ là hạt lúa, thì hòa là cây lúa. Ta có chữ bản hay là chữ gốc hay là chữ bổn, thì mặt đất mọc ra cây, ra lá và ta nói tới cái phần rễ của nó, tức là phần gốc của nó, thành ra ta có chữ bản. Đó là nghĩa trong hình. Bây giờ chúng ta biến hóa những chữ này, mở rộng những chữ này để thành ra nghĩa của nhiều chữ. Thí dụ bây giờ ta viết chữ khẩu. Khẩu là cái miệng, thì thay vì vẽ hình cái miệng thì chúng ta dùng cái hình vuông khẩu, đây là cái miệng. Rồi bây giờ chúng ta có chữ nhật. Nhật là ngày, là mặt trời, thì chúng ta cũng vẽ hình chữ nhật, gạch một gạch ở trong thì ta có chữ nhật.
Rồi chúng ta có chữ điền, chúng ta có chữ vi đi, chữ vi. Vi là một cái mảnh đất rộng có bao bọc chung quanh, thì chữ khẩu ta mở rộng ra thành chữ vi. Vi là bao bọc, là miếng đất rộng. Rồi ta có chữ điền, điền là ruộng, thì ta lấy chữ vi, ta chia nó ra thành từng phần, ta có chữ điền. Thành ra trong tiếng Việt chúng ta có là cái người đó, cái anh đó mạnh mẽ lắm, cái mặt chữ điền. Đây là chữ điền, cái mặt chữ điền. Bây giờ chúng ta có thể ghép chữ vào với nhau để tạo ra những chữ khác. Thí dụ bây giờ lấy chữ hòa này mà ta ghép với chữ khẩu, chữ hòa ghép với chữ khẩu thì ta có chữ gì? Đây là chữ hòa, đây là chữ khẩu. Nếu ta ghép chữ này lại thì chúng ta sẽ có chữ này, chữ hòa. Hòa này là cũng đọc âm là hòa, trùng âm với chữ này. Hòa này là cây lúa, còn hòa này là mọi người đều có ruộng làm, đều có lúa ăn. Thành ra chúng ta đi dễ đi tới sự hòa hợp, hòa bình. Bây giờ chúng ta có chữ hòa, ghép với chữ nhật là mặt trời, thì chúng ta sẽ ghép theo kiểu chữ hòa ở trên, chữ nhật ở dưới, thì chúng ta có chữ gì? Chúng ta sẽ có chữ hương. Hương, hương có nghĩa là hương thơm, tức là cái mùi thơm của đồng ruộng, của lúa ở buổi ban mai. Do đó ta có chữ hương. Nhiều người tên Hương nếu mà viết bằng chữ Hán Việt thì sẽ thấy được nghĩa, tức là tên mình nhắc cho mình biết đó là mùi thơm của đồng ruộng ở buổi ban mai. Bây giờ ta có thể ghép nhiều chữ với nhau để tạo ra nghĩa. Thí dụ bây giờ ta lấy một gạch ngang mọc thành cây ra lá thì ta có chữ mọc. Nếu mà bây giờ chữ này là mọc, mọc là cây, nếu bây giờ ta có hai chữ mọc, ta có hai chữ mộc thì ta có lâm. Lâm là rừng. Đó. Forest này là tree, Mỹ đọc là tree, tiếng Hán Việt đọc là mộc, tiếng Quảng Đông đọc là mục, tiếng Quan Họ đọc là mu. Cái tiếng này tiếng Quan Họ đọc là liễn, tiếng Quảng Đông đọc là lầm, tiếng Việt của chúng ta đọc là lâm. Và nếu ba chữ mộc thì chúng ta có chữ sâm. Sâm, nếu mà chúng ta nói chữ sâm mà chúng ta viết được cái dạng chữ Hán Việt thì chúng ta biết nghĩa của chữ sâm là nhiều cây ở sâu ở trong rừng, ở nơi có nhiều cây. Thành ra dùng chữ Hán Việt hình bẻ thì chúng ta thấy ra được cái nghĩa của chữ. Còn dùng cái âm đọc thì nhiều khi chúng ta chỉ biết tiếng mà không tìm ra nghĩa. Bây giờ chúng ta cho một thí dụ khác, thấy được cái sự phát triển quy tắc của chữ hình bẻ. Thí dụ bây giờ
chúng ta có chữ mập là cây, tức là mặt đất mọc cây ra lá. Nhưng mà ở dưới chúng ta để chữ nhật thì chữ này là chữ yêu. Nếu ta viết chữ Latin là chữ yêu, chữ quốc ngữ là chữ yêu, ta không hiểu nghĩa chữ yêu. Nhưng nếu mà ta viết chữ yêu Hán Việt thì chúng ta hiểu yêu là gì. Yêu là lúc mặt trời còn ở dưới các rừng cây thì yêu có nghĩa là bóng tối, tức là còn tối. Cũng giống như chữ hoàng hôn vậy đó, ở trên là chữ thị, ở dưới là chữ nhật. Hoàng hôn tức là mặt trời đã sắp lặn ở hướng tây. Bây giờ nếu chữ mặt trời này chuyển động lên, chuyển động lên ở đây, rồi chữ nhật nó nằm ở đây, đây là chữ mọc, thì chúng ta có chữ đông. Đông ở đây là hướng đông, là cái hướng mà chúng ta nhìn thấy mặt trời lên ở lưng chừng cây. Còn nếu mà mặt trời tiếp tục lên trên các cành cây thì ta có chữ quả. Quả là những cái trái, những cái trái mà chúng ta thấy trên các cái cành cây. Mà nếu mặt trời lên cao nữa, vượt lên trên các cái đỉnh cây thì ta có chữ cảo. Nếu viết chữ cảo bằng quốc ngữ thì chúng ta không thấy nghĩa, nhưng nếu viết chữ cảo bằng chữ Hán Việt thì chúng ta biết cảo là mặt trời lên trên các ngọn cây, tức là chói lọi. Nghĩa của nó là chói lọi, sáng chói, tức là ta mới thấy là hình vẽ nó cất chứa trong nó rất nhiều những cái ý nghĩa, những ý nghĩa, và từ đó chúng ta có thể phát triển tư duy của mình một cách rất là sinh động. Đó là cái thú vị khi mà chúng ta để tâm ra học các cái chữ, các cái chữ Hán Nôm, Hán Việt. Vấn đề này lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ tiếp tục trình bày theo cái nhìn của tôi về sự phát triển của chữ Nho để tạo ra một cái kho từ, mở rộng một cái kho từ trong đầu của chúng ta. Qua phần trình bày trên thì bạn thấy là việc mà chúng ta để thì giờ học chữ Nho, chúng ta sẽ thâu được điều lợi là mở rộng cái kho từ của chúng ta. Chúng ta sẽ phá được cái thế cùng âm dị nghĩa. Cùng âm dị nghĩa có nghĩa là chỉ có một tiếng, một tiếng, nhưng mà cái số chữ ứng với cái tiếng đó là có thể từ vài chục chữ cho đến 100-200 chữ. Bạn có thể tưởng tượng được khi bạn nói một cái tiếng đơn âm, ví dụ như bạn nói chữ Minh là trong đầu bạn nghĩ Minh là sáng, nhưng mà chữ Minh nó có nghĩa là tối, vô minh, minh có nghĩa là tối, minh nó có nghĩa là khắc cái chữ lên trên cái đồng. Chữ Minh bên bộ kim, bên chữ danh là cái chữ Minh đó là khắc lên đồng. Thành ra đó, cùng một âm mà chúng ta có thể có nhiều chữ,
Thí dụ bây giờ bạn thấy, tôi cho một thí dụ đơn giản. Thí dụ như bây giờ chữ hôn, hôn ở trên là chữ thị, ở dưới là chữ nhật, chữ hôn. Hôn này có nghĩa là chiều tối, trong chữ hoàng hôn. Nhưng nếu mà chúng ta thêm bộ khẩu vào kế bên, thì chữ hôn này có nghĩa là hung nhau, hôn, hôn nhau, hung nhau. Đó, chỉ cần thêm bộ khẩu vào thì chữ hôn nó đã là cùng âm nhưng mà nghĩa khác rồi, nó là hung, hôn. Nếu bây giờ ta bỏ cái bộ khẩu mà ta thêm bộ nữ vào, thêm bộ nữ vào thì chữ hôn này là kết hôn, hôn này là đám cưới, tân hôn, kết hôn. Đó. Nếu mà chúng ta thêm bộ tâm vào, bộ tâm vào, đây là bộ tâm, tức là nói về vấn đề tình cảm, thì chữ hôn này có nghĩa là bần thần, u tối, hôn mê, tức là không biết gì cả. Còn nếu ta dùng chữ hôn mà đặt dưới chữ môn, như chữ này, hai cánh cửa là chữ môn, ở dưới là chữ hôn, thì hôn này là gác cổng, gác cổng. Do đó cái chữ này cho phép chúng ta phát triển cái tư duy bằng cách thêm vào những thành phần. Do đó bạn thấy Nguyễn Công Trứ chơi chữ là thị tại môn tiền náo nguyệt lai môn hạ nhàn. Đó là hai câu thơ mở đầu của bài thơ chữ nhàn. Trong bài thơ chữ nhàn của Nguyễn Công Trứ bắt đầu là thị. Thị là đầu, với cân là chợ. Thị tại, ở trong đây có chữ thổ là đất. Môn là hình vẽ hai cánh cửa. Thị tại môn, tiền là trước. Náo, náo là ồn ào, náo nhiệt đó. Tức là chợ ở trước nhà thì ồn ào, thị tại môn tiền náo. Thế thì nguyệt, nguyệt là hình vẽ mặt trăng, nguyệt là trăng. Nguyệt lai là đến, đến thì chúng ta có chữ mộc và hai chữ nhân. Nguyệt lai. Môn thì là cửa, hình vẽ hai cánh cửa. Hạ là ở dưới. Nhàn là nhàn nhã, ở không, thảnh thơi. Nguyệt lai, môn, hạ, nhàn. Đây là hình vẽ, mỗi chữ là tập hợp của nhiều chữ. Mỗi nét chất chứa trong đó những ý nghĩa cao xa. Tôi lấy ví dụ chữ hạ. Cái gạch này á, người ta giải thích nó là mặt đất. Còn cái gạch này á, người ta giải thích nó là rễ cây. Cái phần đâm xuống đất ra rễ là chữ hạ. Còn chữ thượng là lật ngược của chữ hạ. Đây là mặt đất mọc lên ra lá. Thì chữ này lật ngược thành chữ thượng, mà chữ thượng lật ngược thành chữ hạ. Do đó bạn mới thấy là chữ nho hay chữ Hán Việt Hán Nôm, tự thân nó cất trong đó những câu chuyện, những ý nghĩa rất sinh động. Là người ham học hỏi, do đó lúc nào tôi cũng để thì giờ ra tìm tòi, và nhất là trong thời đại vi tính
sự phát triển của vi tính khiến cho các hình vẽ trở thành có tính ưu việt. Nó không giống như hồi thời chưa có vi tính thì chúng ta đánh máy bằng mấy chục con chữ ABC thì chúng ta đánh ra các cái văn bản Latin thì rất là tiện lợi. Nhưng khi mà chúng ta dùng những máy để mà in ra các cái chữ hình vẽ, vì nó rất là đa dạng, tức là rất nhiều yếu tố, do đó không có cái máy nào đáp ứng được nó, cái máy cơ khí không đáp ứng được nó. Nhưng ở thời đại điện tử thì với kỹ thuật bây giờ thì cái hình vẽ lại trở thành có tính ưu điểm. Do đó ngày nay trên mạng chúng ta có rất nhiều những tự điển Hán Việt, tự điển Hán Nôm cho phép chúng ta tra tìm một âm. Ví dụ ta đánh chữ thành, ta tra coi có bao nhiêu chữ hình vẽ mà cùng đọc âm là chữ thành, thì ta sẽ phát hiện ra là có khi 20-30 chữ cùng đọc một âm. Còn có những chữ có khi cả 100 chữ cùng đọc một âm. Điều đó cho thấy là cái chữ hình vẽ phá được cái thế đồng âm dị nghĩa. Điều đó nó giải phóng cho cái số từ trong cái bộ óc của chúng ta. Nó làm cho tiếng Việt trở thành phong phú, cực phong phú. Vấn đề này có thì giờ tôi sẽ tiếp tục bàn tiếp với các bạn. Câu chuyện đến đây tạm dừng. Chào. Chạm tay vào nút đỏ là tắt. Tắt. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ 6, 17 Tây tháng 5 năm 2024. Âm lịch nhằm ngày mùng 10 tháng 4 Thiếu năm Giáp Thìn. Thế vận Hello, hôm nay chào. Tài vận đây là 85%, việc học chợ lớn 52%, việc làm 79%, số đạo hòa 95%, chuyện tình ái 91%, có nước an toàn để quét sân 62%, sức khỏe 92%, tổng hợp 73%. Tôi đi ra ngoài những chuyện làm được quét sân. Những chuyện làm được hôm nay là gả cưới, thu nhận tiền vàng, tự ghi hình đề thân đính hôn, dọn nhà nhập thất, phó nhậm, cúng tế bái tế tổ tiên chùa miếu, bái thần minh vân vân, thăm viếng người thân bạn bè, cầu y chữa bệnh, dựng trụ lên kèo, nghinh phúc khai hoàng, mai áo cho tân nương, áo chúc thọ, đại quét trừ, cầu tử tôn, hối báo mục dưỡng, nạp xúc thụ phong, lâm chính ra thân dân quét ở trước nhà thượng sách,
Tuổi xung khắc. Hôm nay là ngày của tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ con rắn. Tuổi Tỵ con rắn xung khắc với tuổi Hợi con heo. Sinh tiêu tương hại. Tuổi Tỵ con rắn hại tuổi Dần con cọp. Lục hợp sinh tiêu. Tuổi Tỵ con rắn lục hợp với tuổi Thân con khỉ. Tam hợp sinh tiêu. Tuổi Tỵ con rắn tam hợp với tuổi Dậu con gà và tuổi Sửu con trâu. Phương vị của các vị cát thần. Hỷ thần ở hướng tây nam. Sấm sét nhưng mà cúc thần ở hướng nhiều nước tây bắc. Tài thần ở hướng chính đông. Dương quý nhân ở hướng đông bắc. Âm quý nhân ở hướng chính nam. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day.